Và ở đây các bạn thì hiện tại không gian hiện tại là trời đang bão, và cái cách mà trại hiện tại đang nuôi cái dòng cá thì vẫn rất là ok, rất là khỏe nha các bạn. Cho tất cả các bạn xem một cái không gian ok nhất và chu đáo nhất về hình ảnh ha. Ở đây có những cái hồ cá các bạn xem nè, ở cái diện tích khoảng 2 mét vuông ha. Nói chung một hồ cá rất là lớn. Một số anh em và một số các bạn nào mà chưa có xem được kênh của mình về cái mảng beta thì các bạn có thể xem ở dưới phần link, dưới phần bình luận á, là mình hoặc là các bạn bấm vào kênh YouTube Đức Đỗ Beta Miền Tây với lại kênh Đức Đỗ Beta Channel, là những cái kênh để mình có thể bán cá beta các bạn. Đó là trên kênh chính của mình, để giúp cho tất cả bạn xem ha. Ở đây thì đa phần là chuyên về Nemo Galaxy nha các bạn. Để các bạn xem nè, Nemo Galaxy ha. Đó, các bạn xem, mình sẽ cố gắng là cho hình ảnh trong nhất cho tất cả bạn xem những cái dòng cá đẹp nhất và như thế nào các bạn nha. Đó, vô bạn ơi, đó, vô lại bạn ơi. Các bạn xem nè, khá là đã về hình ảnh và chi tiết ha. Đó, cá này là Beta Nemo Galaxy các bạn. Đó, thì bạn nào mà thích chơi Nemo Galaxy á, thì có thể liên hệ với mình để xem cá thật là chu đáo và chi tiết nhất về những cái dòng cá Nemo Galaxy thế này. Nemo Galaxy là một dòng cá đa dạng màu sắc các bạn. Đó, và khi mà chơi dòng cá này các bạn sẽ có một cái bộ sưu tập về cái mảng màu và những cái dòng cá có bộ form đẹp khác nhau và đuôi lưng hậu khác nhau các bạn nha. Ở đây là những chú cá mà size tầm 3 tháng. Đó, thì khi mà cá đã lột rồi các bạn, và trong quá trình lên màu ha, thì sẽ tách sang những cái khu phơm ở phía trong này. Thì trong này sẽ có những cái khu phơm các bạn. Phơm cá là một vấn đề được đặt ra là các bạn khi phơm trong cái độ tuổi nào và ra những chú cá đẹp thế nào và chất lượng thế nào nữa nha. Thì hiện tại cá beta thì sẽ phân thành nhiều khu. Đó, khu ngoài là khu nuôi cá các bạn, khu từ khu ép đẻ nè, đến khu cho cá lớn, và đến khu tách hồ lớn, và đến khu phơm, và đến khu xuất ra thị trường, thì sẽ chia thành nhiều cái phân khúc khác nhau. Đó, thì hiện tại ở đây thì mình sẽ quay tất cả các bạn xem. Thì phơm cá trong những cái keo này nè các bạn, các bạn nhìn ở trên nhìn xuống ha, thì hoàn toàn là những cái keo nước được chuẩn bị sẵn. Và khi mà đã nước đã ổn định rồi các bạn, thì sẽ thả cá vào. Ở trong những cái keo này là các bạn nhìn xem nè. Đó, thì cá nè các bạn, đây là cá nữa nè, cá nữa nè. Đó, thì kênh của mình là chuyên chia sẻ về hình ảnh cá và những chú cá chất lượng nhất cho tất cả các bạn xem. Thì cá trong những cái ô này nè các bạn, những cái hũ này nè, thì là những chú cá đạt tầm 3 tháng tuổi nha các bạn. Do là những chú cá beta khi mà các bạn chơi á, thì cái độ lớn các bạn, nó trong khoảng thời gian làm cá khá là lâu ha. Nên là một chú cá để xuất ra thị trường để đạt được chất lượng á, thì phải rơi vào tầm 3 tháng các bạn ha. Đó, đó, cho tất cả bạn xem chơi ha. Thì kênh của mình thì mình sẽ chia sẻ về hình ảnh cá tốt nhất và chất lượng nhất cho tất cả các bạn xem giải trí ha. Nói chung là cá thì nó sẽ có là Nemo Galaxy nè các bạn. Đó, cái dòng này là dòng Nemo nha các bạn, một em cá nó có nhiều màu sắc ha. Đó, mình sẽ quay xa cho các bạn xem ha. Đó, khá là nhiều dòng cá. Thì Nemo Galaxy là những dòng cá mà được anh em ưa chuộng, thích chơi nhất, nó do là cái dòng cá này đa dạng màu sắc các bạn nha, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ quay cá, mình sẽ tránh là cá xung quay các bạn xem nè. Đó, hoàn toàn mỗi em một hồ hết, không có bị chạm vào nhau nha các bạn, rất là đẹp nha. Bây giờ là dòng Nemo Galaxy ha. Đó, thì một em cá mà để xuất ra thị trường nó phải đạt đủ chuẩn và đủ size thế này. Và một em cá như thế này thì mình đang có chương trình tặng cá máy Nemo Galaxy nữa các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn mua một em trống như thế này các bạn, giá dao động tầm 120-130k, thì các bạn sẽ được tặng thêm một em máy và các bạn ép sinh sản trong thời điểm hè này ha. Thời điểm này thì con em mình các bạn, nói chung là anh em mà đã có gia đình á và đã có con á, thì nên ôm lại những ký ức tuổi thơ cho những chú nhỏ các bạn, do là những chú cá này là những cái niềm đam mê về tuổi thơ khá là mãnh liệt các bạn nha. Đó, tông nền đồ rất là chất lượng ha. Thì ở đây là trại nha, nếu mà bạn nào cần xem chi tiết á thì có thể xem trên kênh của mình. Thì những cái hồ cá lúc nào phải chặn này các bạn, chặn là như thế này để giúp cho cá lúc nào nó cũng trong cái trạng thái là giữ vững lãnh thổ nha. Còn khi mà các bạn dở ra thì nó căng kè cái bộ đuôi nè các bạn, đuôi nè nó lên lưng hậu nè các bạn nhìn xem nè, ngón tay mình để vô là nó muốn cắn ngón tay luôn các bạn. Đó, thì để cho cái độ tĩnh lặng, khi mà các bạn dở ra thì cá kè sung khỏe và bung đẹp để chúng ta ngắm nha. Ở đây hoàn toàn là cá beta hết. Và ở trên những cái nền tảng xã hội và những cái nền tảng mà internet để cung ứng cá các bạn, thì bên mình có một số dòng cá beta đẹp và chất lượng, thì mình sẽ quay trên đó và chi tiết nhất ha.
và hình ảnh á, và ok nhất là mình sẽ quay từng con và mình sẽ báo giá từng mã số và từng chi tiết, có giá chi tiết cho các bạn xem nha. Thì hôm nay mình làm một clip quay và mình giới thiệu các bạn nha, về một cái dạng chạy cá, về chạy cá và làm cá chất lượng như thế nào và ok nhất ha. Đây có những chú cá size rất là lớn các bạn nha. Size này thì tầm 4 cm 4 cm 4 cm 2 ha. Một số em cá các bạn đã xem trên video thì một số anh em đã báo giá và báo size á. Cái size cá là từ tính từ đầu, một là từ đầu đến đuôi hoặc là từ đầu đến góc đuôi nha các bạn. Đó thì từ đó sẽ phân cái độ size ra và mình sẽ biết được cái em size cá nó size như thế nào và để cho mình dễ tiện mà mua. Thì để các bạn nào mà ở Cần Thơ á, thì có thể ghé nhà mình để lựa cá chi tiết hơn, còn ở xa thì mình sẽ ship nha. Phí ship các bạn chỉ cần trả 30k và các bạn đã có một cặp cá nha. Mình tại mình đang có tặng cá máy trên kênh của mình thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần bình luận cho tất cả các bạn xem được cái video chu đáo nhất và ok nhất nha. Và nếu mà bạn thấy hay, nếu mà các bạn thấy video này giúp ích truyền tải tất cả các bạn nơi có thể gửi với gắm và niềm tin những cái bộ game tốt và chất lượng ha, thì có thể liên hệ cho mình. Và thấy hay thì cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh, một cái chuông thông báo dưới phải màn hình để những cái video về sau mình sẽ quay tất cả các bạn xem nhiều hơn và những cái dòng cá đẹp hơn và chi tiết hơn trong những cái video lần tới ha các bạn nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất nha.